vụ vi xử lý Intel Core 2 Duo. Đó là sự khác biệt giữa máy tính tốt và máy tính tuyệt vời. Chào mừng các bạn đến với chương trình Trung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Hai đội nào sẽ tham gia vào chương trình hôm nay? Đội Thép Đá Tôi. Nhìn chung thì các thành viên thích đủ thứ, nhưng thích nhất là kiếm tiền đi du lịch. Công việc của cả đội cùng thực hiện là nấu ăn. Và đội Nấc Thang Mới, các thành viên là các nhân viên của công ty Toàn Đức, sở thích là du lịch và ăn uống. Cả đội có ước muốn chung là được tham gia Chung Sức. Cả đội sẽ thực hiện được ước mơ và cùng nhau thi tốt trong chương trình hôm nay. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói hết sức quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tại trường quay Maximax Cộng Hòa. Tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi cuộc thi đấu Chung Sức giữa hai đội Thép Đá Tôi và Nấc Thang Mới. Chúng ta sẽ theo dõi hai đội thi đấu 4 vòng để chúng ta biết được đội nào là đội bước vào vòng đặc biệt và đội bước vào vòng đặc biệt có giành được giải thưởng đặc biệt hay không. Trước khi hai đội thi đấu với nhau, xin mời quý vị và các bạn làm quen với từng đội. Chào đội Thép Đá Tôi. Dạ, chào anh Tạ Minh Tâm. Thép Đá Tôi thế nào, hãy giới thiệu cho mọi người biết. Mến chào quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay Maximax và quý vị khán giả có mặt theo dõi chương trình Chung Sức trên màn ảnh nhỏ. Đội chúng tôi gồm có 4 thành viên, chúng tôi có cùng sở thích và sở thích chung của chúng tôi nhất đó là thích chung sức cùng nhau giành chiến thắng. Mời các bạn cùng làm quen với từng thành viên của đội tôi nhé. Tôi là Hồng Phương. Sở thích của tôi là ăn quà vặt, uống cà phê không đường và coi phim hành động. Và tôi rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và đây là thành viên thứ hai của đội chúng tôi. Tôi tên là Xuân Toàn. Sở thích của tôi là du lịch và ăn uống. Để tôi đến đây với tinh thần vui chơi. Và rất mong muốn được sự cổ vũ của các bạn khán giả xem truyền hình và tất cả khán giả coi chương trình truyền hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa. Đây là thành viên thứ ba. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Phạm Thị Đức, thành viên thứ ba của nhóm. Sở thích của tôi là thích du lịch, thích mua sắm và mọi người nói với tôi rằng sắp thích nhiều thế cho nên gọi tôi là thích đủ thứ. Và tôi đến đây rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị và khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi thành viên cuối cùng của nhóm. Tôi tên là Tuấn Hiệp và sở thích của tôi là đá bóng. Tôi có thể đá bóng cả ngày cũng được. Đội Thép Đá Tôi chúng tôi với tinh thần thép, chúng tôi quyết tâm chiến thắng. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm và chúng ta làm quen với đội Nấc Thang Mới. Chào các bạn. Chào anh ạ. Chào anh Tạ Minh Tâm và chương trình Chung Sức. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay và quý vị khán giả đang ngồi trước màn nhỏ. Đội chúng tôi là Nấc Thang Mới. Tôi là thành viên đầu tiên của đội. Tôi là đội trưởng, tên là Thúy Nga. Sở thích của tôi là du lịch và thích ăn uống. Còn đây là thành viên thứ hai của đội chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là thành viên thứ hai của đội. Tôi đến đây với mục đích vui chơi là chính và sở thích của tôi là được giao lưu với tất cả quý vị và các bạn. Rất mong được sự cổ vũ của tất cả quý vị và các bạn cho cả hai đội chơi chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Tôi là thành viên thứ ba. Tôi tên Văn Tấn, sở thích của tôi thì rất nhiều sở thích. Nhưng mà đến với chương trình Chung Sức thì tôi mong được học hỏi và được mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Tôi là thành viên thứ tư. Tôi là tên Chi Hiếu. Tôi đến với chương trình Chung Sức được rất mong được sự cổ vũ của tất cả khán giả và sự cổ vũ của đội bạn. Sở thích của tôi là được bóng đá bóng và nhiều thứ khác nữa. Cảm ơn các bạn.
đội nấc thang mới chúng tôi lấy tên là nấc thang mới vì mỗi ngày thức dậy chúng tôi đều thấy là một ngày đều là một nấc thang và chúng tôi còn phải bước tới và vượt qua nấc thang đó. Xin cảm ơn quý vị hãy ủng hộ cho đội chúng tôi nha. Chúc các bạn hôm nay leo lên những nấc thang điểm thật là cao. Giá trị của mỗi điểm của chương trình của chúng ta là 10.000 đồng. Cố gắng ghi được thật nhiều điểm thì càng tốt. Hai đội cố gắng nha, chúng ta bước vào vòng 1. Xin mời hai đội trưởng. Mời hai đội đó, bắt tay nhau. Chúc may mắn. Vòng này có hai câu hỏi, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người và có 8 đáp án. 8 đáp án đặt trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với đáp án đó. Xin mời hai bạn chuẩn bị. Bạn thường thấy con vật nào thường được chọn làm mắc dây chuyền? Mời bạn. Tôi nghĩ đó là con heo ạ. Con heo. Con vật nào, hình ảnh con vật nào thường được chọn làm mắc dây chuyền? Tôi nghĩ đó là con cá. Con cá. Hay lắm, mời hai bạn trở về vị trí. Bạn có đây chuyện. Tính thoảng có đeo dây chuyền không ạ? Không có. Bạn quan sát bạn thấy người ta đeo dây chuyền thì có hình các con vật. Tất nhiên mặc dây chuyền thì nó nhiều hình dáng, nhưng mà có một số người lấy hình ảnh của các con vật để làm mặc dây chuyền. Bạn thấy người ta thường lấy hình ảnh của con vật nào làm mặc dây chuyền? Con chim bồ câu. Con chim bồ câu thường được lấy làm mặc dây chuyền. Con cú mèo. Con cú mèo. Mời đội nấc thang mới hội ý. Bạn Tuấn Hiệp. Dạ. Bạn thấy hình ảnh con gì thường được chọn làm mặc dây chuyền? Dạ. Theo em thì có rất nhiều con vật nhưng mà rất là đẹp để làm dây chuyền. Nhưng mà theo em nghĩ thì em thấy con rồng cũng rất hay. Con rồng, tôi cũng thấy con rồng rất hay. Và chúng ta xem con rồng. Đội trưởng, hình ảnh con gì thường được chọn làm mặc dây chuyền? Em nghĩ là con thỏ. Con thỏ. Mời đội nấc thang mới. Bạn có đáp án chưa? Tôi đã có sẵn rồi ạ. Khi tôi hỏi đến bạn, bạn thay mặt cả đội trả lời luôn nha. Dạ. Bạn thấy là con gì? Em nói là con gấu. Con gấu, bạn? Theo con đại bàng. Con đại bàng. Con vật gì thường được chọn là mặc dây chuyền? Em, theo em thì là con chuột Mickey. Con chuột, yeah. Mickey. Dạ, okay. Em cũng có ý kiến giống như bạn Trình ạ, con chuột Mickey. Và cả đội của bạn đã cả chọn đội em đó. Thống nhất là chuột Mickey. Chuột Mickey. Con vật nào thường được chọn là mặc dây chuyền? Mới có hai đáp án được giải, nghĩa là còn một số điểm đã bị bỏ qua. Họ hy vọng rằng con chuột Mickey có trên đây. Chuột Mickey. 35 điểm thuộc về đội thép đó tôi. Chúng ta xem các đáp án còn lại trên bảng đó là gì. Những hình ảnh nào mà theo nhiều người người ta được chọn nó là mặc dây chuyền. Đáp án thứ hai, đó là ý kiến của một trong các thành viên của nấc thang mới, nhưng các bạn không chọn, thật tiếc. 3, 4, 6, 7 và 8. Đây là theo ý kiến của nhiều người, những con vật này thường được chọn làm mặc dây chuyền. Và bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người, có 7 câu trả lời được chọn làm đáp án. Đó là 7 ý kiến được nhiều người đồng tình. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Mời hai bạn sẵn sàng. Hãy kể một món ăn phổ biến được chế biến bằng cách luộc. Mời bạn. Thịt nạc luộc. Thịt nạc. Thịt nạc luộc. Bạn. Thịt gà. Thịt gà. Mời hai bạn trở về vị trí. Hãy kể một món ăn phổ biến được chế biến bằng cách luộc. Cá. Cá luộc.
Mời bạn Chí Hiếu hãy kể một món ăn phổ biến, có nghĩa là... Thế em nói là rau muống luộc. Rau muống luộc, vâng. Rau muống luộc. Một món ăn phổ biến. Hãy nhớ ra một món ăn phổ biến được chế biến bằng cách luộc. Đơn giản thế thôi, luộc. Tôi nghĩ là... trứng luộc ạ. Trứng luộc. Rất đơn giản, rất đơn giản. Mời bạn. Bắp cải luộc. Bắp cải luộc. Mời đội thép đã tôi hội ý. Mời bạn Phan Tấn. Cải xanh luộc. Cải xanh luộc. Cải xanh là rau, rau luộc, cho nên nói chung là cải, rau, rau, tất cả mọi thứ. Xin mời thép đã tôi. Bạn có đáp án chưa? Dạ, có rồi ạ. Sẵn sàng nhé đội trưởng. Bạn thấy gì mà món gì người ta hay luộc? Như là món ăn phổ biến, người ta chế biến đơn giản bằng cách luộc thôi. Dạ. Theo em thì khoai luộc. Khoai luộc? Dạ. Khoai gì luộc? Dạ, khoai, có nhiều loại khoai, khoai mì, khoai lang. Dạ. Bạn thì chọn đáp án nào? Theo em thì ốc luộc. Ốc luộc, còn bạn? Em nghĩ là bắp luộc. Bắp luộc. Quá nhiều đáp án để đội trưởng chọn. Và bạn đã chọn rồi, bạn hồi nãy bạn nói đã có rồi, bạn nói đi. À, đội chúng em quyết định là khoai lang luộc. Khoai lang luộc. Đội thép đã tôi chọn khoai lang luộc để ghi điểm. Để xem cái món luộc của thép đã tôi ghi điểm cho ai. Khoai lang luộc. 84 điểm của thép đã tôi. Xin mời quý vị, mời nấc thang mới xem các đáp án còn lại. 3 cái món luộc. 4. Sáu. Bảy. Như vậy, sau vòng thứ nhất, nấc thang mới tạm thời chưa có điểm nào. Và thép đó tôi đã dẫn trước với 119 điểm. Thưa quý vị và các bạn, đây là vòng 2 của trò chơi chung sức. Thành viên thứ 3 của hai đội bắt đầu. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Giao hữu nào. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 7 đáp án. Đó là 7 ý kiến được nhiều người đồng tình. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng nhấn chuông nhanh. Giành quyền ưu tiên kiểm soát 3 điểm cho đồng minh. Những dịch vụ nào thường có tại các phòng khám nha khoa? Mời bạn. Răng hàm mặt. Răng hàm mặt. Những dịch vụ nào thường có tại các phòng khám nha khoa? Tất nhiên là tới nha khoa là răng hàm mặt rồi. Dịch vụ nào thường có? Dịch vụ khám răng. Dịch vụ khám răng. Mời hai bạn trở về vị trí. Quyền đã thuộc về đội thép đã tôi. Người ta tới phòng khám nha khoa để làm cái gì? Dịch vụ nào thường có tại các phòng khám nha khoa? Dạ. Mời bạn Tuấn Hiệp trả lời. Dạ, theo em người ta đến phòng khám nha khoa thường để khi người ta răng đau nhất thì người ta nhổ răng. Nhổ răng. Dạ. Dịch vụ nhổ răng. Còn cái gì nữa đội trưởng? Em nghĩ là trám răng. Trám răng. Hay quá, đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Bác sĩ Toàn, dịch vụ nào thường có ở các phòng khám nha khoa? Lấy cao răng và đánh bóng. Lấy cao răng và đánh bóng. Lấy cao răng. Mời bạn Đức. Theo nghĩ thì họ đến trung tâm nha khoa là để họ làm đẹp răng. Làm đẹp răng. Làm đẹp răng là như thế nào để chúng ta xem với đáp án đó. Làm đẹp thì nó chung chung quá. Làm đẹp là như thế nào? Ví dụ như là chỉnh sửa răng cho nó đẹp lên. Chỉnh sửa răng. Làm đẹp chỉnh sửa răng. Mời bạn Tuấn Hiệp. Dạ. Theo em thì về cái thẩm mỹ về răng nó cũng rất là quan trọng. Nên họ có thể đến để họ niềng răng. Niềng răng. Vâng. Niềng răng. Dịch vụ niềng răng. Mời đội trưởng một lần nữa.
dịch vụ nào thường có tại các phòng khám nha khoa? Em nghĩ là làm trắng răng. Làm trắng răng. Bác sĩ Toàn. Theo em nghĩ là họ đến họ trồng răng. Trồng răng. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng. Các bạn đã ghi được toàn bộ số điểm của câu hỏi này. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy có nghĩa là sau vòng thứ hai, đội Nấc Thang Mới vẫn chưa ghi được điểm và Thép Đá Thôi đã ghi được 219 điểm.